cho trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lớn xanh, người thì lao đao còn người kia trong sáng sâu. Kiếp sống vô thường qua nhiều khổ đau, đời từ mấy bay đâu. Xin chào bác nhá. Trong buổi sáng hôm nay thì lên cho bác với cái mẫu đẩy bãi hai kênh của hãng Martin cực kỳ đẹp quá nhá. Ngày nay thì có duy nhất hai chiếc thôi nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Đẩy Martin mới nhá, đẩy Martin đẩy bãi nhưng mà nó cái mặt này thì nói chung là nó làm dạng như kiểu bằng lốc thôi nhá, dạng phay nhôm nhưng mà như kiểu lốc, nó làm trông rất là đẹp luôn, hầm hố nhìn chắc chắn, hình thức đẩy cực kỳ đẹp nhá. Hai chiếc đẩy này thì nói chung là để cho các bác chơi hai cặp 30 thoải mái thôi nhé, hai cặp 30 cho gia đình thoải mái luôn. Hình thức đẩy cực kỳ đẹp, mặt cả lát hát, tiếng cái dòng này nó rất là hay. Vừa rồi em có test cho bác nghe chất âm mộc mạc của chiếc đẩy này thôi. Và duy nhất đẩy là đánh ra loa với nhá, tiếng nó rất là sáng tiếng. Và cái dòng này thì cả lát hát nó ở đâu, những dòng đẩy cả lát hát ấy thì cái áp của nó không bị tụt thôi nhá, cho nên nó đánh lực, nó không bị tụt áp, nó đánh rất là lực luôn. Và ca, cái lời ca của cái dòng này thì nó rất là ngọt tiếng nhá, sáng tiếng. Đấy, rất dễ phối ghép, ví dụ làm băng số thì làm những con đẩy này thì làm rất là nhàn luôn. Với cái dải âm thanh của nó chuẩn rồi. Đấy, gần như là căn chỉnh nó rất là nhàn nó nhá. Với đẩy Martin thôi nhá, mã DB600. Đấy. Hai chiếc của đẩy rất là đẹp luôn. Để bây giờ em sẽ quay bên trong chi tiết bên trong nội thất để các bác nhà mình tham khảo, thì bác nào mà đặt hàng cũng như là chốt thì gọi sớm cho cửa hàng theo số máy cửa hàng là 0385228 nhé. Con này thì nói chung là nó quá đẹp rồi. Sơn của nó cũng là dạng sơn sần đấy nhá. Sơn sần bóng đấy nhá. Sần bóng. Mạch cả lát hết. Linh kiện máy móc thì cực kỳ là chất luôn. Máy còn mới thôi nhá. Cả lát hết thì nó không tính sò nhá. Không tính sò. Đấy, nó tính công suất thôi. Bù áp. Nó đánh rất là lực. Con này thì của nó thì ra loa thì bằng cả rất nhiều chiếc, cả cọc loa. Vừa rồi em đang tiếp còn ở dưới nhé. Đây, bác về vặn cọc loa này thì nó dễ hơn. Này, loa này nó ghi rõ là 1+1-. Đấy, 1+1-. Nói chung là con này thì các bác đấu nối rất là dễ luôn. Ở đây thì nó có chế độ đánh system gạt dưới cùng rồi. Còn chế độ panel với chế độ barai chập kênh ở trên này. Thì chúng ta cứ gạt dưới cùng đánh thôi nhé. Còn ở đây thì độ nhạy để không để V, để tín hiệu độ nhạy vào tốt nhất. Tiếng cực kỳ là hay luôn, một trong những mẫu đẩy mà nói chung mà hay và đẹp nhá. Đấy, các bạn nhìn này, máy móc của nó mới toanh. Con này thì bác nào mà chốt thì nhanh tay với nhá, bền bỉ còn đẹp như mới luôn. Còn với con đẩy này thì giá cả ship nhá, cả ship con này là giá 4.500.000 này, 4.500.000 cho các bác nào đặt hàng thì gọi cho cửa hàng theo số máy 0385228 nhá. Công suất thì được khoảng 8W một kênh, có đánh 2+30 nhá. Rồi, xin chào bạn.